Liên quan đến đất đai, đất nông nghiệp ở Bà Rịa Vũng Tàu bị xẻ thịt phân lô bán nền. Tình trạng đất nông nghiệp bị xẻ thịt phân lô bán nền ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang trầm trọng đến nỗi bí thư tỉnh ủy nơi này khẳng định rằng nếu không có sự nhúng tay, lơ là cho qua của cơ quan quản lý thì đã không có tình trạng này. Bản tin của tờ Thanh Niên vào ngày thứ Hai 18 tháng 4 nói rằng trong một cuộc họp nhằm mổ xẻ tình trạng làm đường, giao thông, phân lô, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra trong tỉnh Bí thư tỉnh ủy Bà Rê Vũng Tàu ông Phạm Viết Thành đã có nhận định như trên. Cũng tại phiên họp này, Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rê Vũng Tàu ông Nguyễn Công Vinh cho hay từ cuối năm 2021 tại tỉnh đã rộ lên tình trạng tách thửa, xây dựng trái phép tràn lan trên đất nông nghiệp. Tình trạng rao bán đất nông nghiệp phân lô diễn ra nhiều nơi, nhưng chậm được chính quyền cơ sở từ thôn, ấp, xã, phường đến cấp huyện và các lực lượng khác phát hiện. Theo nhận định của ông Vinh, theo báo cáo của huyện Đất Đỏ, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện đã xử phạt 28 trường hợp vi phạm về quản lý đất đai với số tiền gần 230 triệu đồng. Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên thành niên xã Tốc Tiên thị xã Phú Mỹ, có rất nhiều diện tích đất nông nghiệp bị xả thịt phân lô làm đường trồng trụ điện trái phép, đi dọc hầu hết các con đường liên thôn của xã Tốc Tiên, dễ dàng thấy đất nông nghiệp mà người dân trồng cây mì đều có đường nhựa hoặc bê tông đường đất đá nằm giữa khu đất. Nhiều khu đất rộng hàng chục nghìn mét vuông còn được làm đường bàn cờ trong trụ điện. Có khu đất nông nghiệp còn xây các hàng gạch để phân biệt từng lô rõ rệt. Theo bản tin của tờ Thành Niên cho hay, hầu hết những khu đất nông nghiệp bị xẻ thịt làm đường trái phép từ nhiều năm qua. Có nơi mới làm trong những tháng đầu năm 2022, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp đối phó quyết liệt.